thần hào, bắt đầu để nữ MC ngàn dặm tới nhà tất hỏa một, không bắt đầu nữ MC tới nhà. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Hoa Quốc, Lâm Thành Đại học, Nam Sĩ, thần hào, bắt đầu để nữ MC ngàn dặm tới nhà tất hỏa một, không đại ca, khách sạn mở tốt. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Tắm rửa một cái thổi cái đầu phát, xuất ra chuẩn bị xong quần áo sạch mặc vào nguyên chủ dáng người rất tiêu chuẩn, nhan chị cũng miễn cưỡng có thể tính cả tiểu thịt tư trình độ, tần phong đời trước dù sao cũng coi là cái nhân vật trên thân tự nhiên là có điểm khí thế. Lại thêm tắm rửa xong đặc hữu xóa tung cảm giác, vừa ra nhà tắm, liền hấp dẫn không thiếu nữ sinh chú ý. Tần phong to gan hướng về bên cạnh mấy cái vừa mới tắm rửa qua, mặc đai đeo váy ngủ nữ hài tử nhìn lại, vừa mới bắt gặp đối phương cũng đang liếc trộm chính mình bị tần phong nóng rực ánh mắt quét qua ngược lại là mấy nữ hài từ trước không chống nổi ngay cả đi mang chạy hướng về ký túc xá phương hướng bỏ chạy đều là các ngươi bị người ta phát hiện đều nghe được đi xa mấy nữ hài hi hi ha ha nghị luận mình tần phong cười hắc hắc đem tắm rửa dùng đồ vật tất cả đều ném vào thùng rác thuận nhà tắm bên cạnh trường học cửa sau đi ra ngoài Điện thoại leng keng một tiếng vang lên, Tần Phong lấy ra nhìn một chút, là từ miểu miểu phát tới. Đại ca ta tại Lâm Thành Đại học bên cạnh Thiên Lai khách sạn, lầu 23 không số 1 nha. Tần Phong chưa hồi phục. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hôm nay mặc kệ rất trễ, từ miểu miểu cũng sẽ ở nơi đó chờ đợi mình. Đi trước bên cạnh điện thoại cửa hàng đi vòng vo một vòng. Người tốt, cái điện thoại di động này cho ta cầm một chút, Tần Phong chỉ chỉ vừa mới lên thành phố Huawei m 30. Tần Phong, nhân viên mậu dịch đi tới, hiếu kỳ nhìn Tần Phong một chút. Đường giao, ngươi làm sao tại cái này đi làm đâu? Tần Phong sững sờ, cũng nhận ra nhân viên mậu dịch, hai người đều là thổ mộc hệ học sinh, mặc dù không cùng ban, nhưng thường xuyên có khóa sắp xếp cùng một chỗ, một tới hai đi cũng đã gặp mấy lần tại tần phong trong trí nhớ đường giao chẳng những là thổ mộc hệ lâm viên ban ban trưởng vẫn là hội học sinh phó bộ trưởng đương nhiên để tần phong ấn tượng sâu nhất vẫn là giáo hoa cái thân phận này ta ở chỗ này kiêm chức lời ít tiền a à, ngược lại là ngươi không nhìn ra vẫn rất có tiền nha đường giao cười nỗ bĩu môi từ kệ hàng bên trên đưa di động lấy ra ngoài đổi cái điện thoại liền có tiền Tần Phong mỉm cười cười một tiếng, ấn xuống sáng bình phong khóa, thử một chút điện thoại di động công năng, cơ bản cùng kiếp trước không có gì khác biệt. Điện thoại di động này giúp ta cầm một cái màu đen đi, hoặc thật mua a à, điện thoại di động này nhưng phải 4.300 khối đâu. Đường giao nhìn thấy Tần Phong vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền chuẩn bị trả tiền, cũng là hơi kinh ngạc đối với bọn hắn những thứ này sinh viên tới nói, hơn 4.000 khối điện thoại đúng là thuộc về cấp cao cơ, giống đường giao gia cảnh cũng coi là không tệ. Nhưng dùng cũng chính là 2607 hoa Huawei bên trong đoan cơ thôi. Thật mua, Tần Phong gật đầu cười. Trong thẻ còn có 100 ức đâu. Được thôi, lúc đầu ta còn muốn cho ngươi đề cử P30 đâu, cái kia cũng thật đẹp mắt, đây chính là năm nay bạo khoản, nói lên mua điện thoại di động, đường giao trong mắt nhiều một tia hâm mộ. Mặc dù nàng tiền sinh hoạt hơn 2.000, nhưng P30 đến 4.000 khối tiền, tới đây kiêm trước, kỳ thật chính là nghĩ tích lũy ít tiền đổi điện thoại mới. P30A, Tần Phong nhìn về phía một bên trong quầy P30 điện thoại mới ra P30, Huawei dùng gần nhất rất lưu hành bầu trời chi cảnh nhan sắc, điện thoại nhan trị xác thực phi thường cao. Từ đưa ra thị trường bắt đầu, vẫn luôn là cung không đủ cầu, hai tay thậm chí bán ra cùng nguyên hán đồng dạng giá cả, lượng tiêu thụ thậm chí đuổi ngang cùng thời kỳ Apple. Như vậy đi, người sẽ giúp ta cầm một cái P30, bầu trời chi cảnh nhan sắc, còn muốn một cái, đường giao một trận kinh ngạc. Đám bằng hữu mua, đi. Đường giao cũng không hỏi nhiều, đi khố phòng cầm một đài máy mới tới. Đưa hai cái tai cơ, hai cái điện thoại sắc, hai cái nạp điện bảo, đây là ta quyền hạn lớn nhất phúc lợi nha. Đường giao hoạt bát hướng Tần Phong chừng mắt nhìn. Tần Phong mở ra WeChat trả tiền mã, tại trước đài quét 8.300 khối tiền, sau đó trực tiếp đem mét 30 đóng gói hủy đi. Đem trước đó điện thoại di động sim thẻ tháo ra lắp đặt, lại download cái WeChat đường giao tần phong hô hô ngay tại cho khách hàng giới thiệu điện thoại di động đường giao. Cái này đưa ngươi, tần phong đem P30 hướng đường giao trong ngực bịt lại, cười đi ra điện thoại cửa tiệm. a à, đưa ta rồi, đường giao ôm điện thoại di động, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Tần Phong đi ra đại môn, đường giao mới vội vàng hướng ra đuổi mấy bước, nhưng trên đường người chen người, đã sớm không nhìn thấy Tần Phong thân ảnh đường giao nhìn lấy trong tay điện thoại mới khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên ửng đỏ hắn không phải là thích ta a à. phải biết hai người đều là học sinh một cái bốn ngàn đồng tiền điện thoại ít nhất cũng là hai tháng tiền sinh hoạt có thể tần phong cứ như vậy đưa cho nàng lại nói tần phong xác thực dáng dấp rất đẹp trai a à. đường giao từ không phủ nhận mình hám làm giàu bằng không thì cũng không có khả năng cứ như vậy nhận lấy lễ vật này nhưng hám làm giàu đồng thời, đường giao còn có chút nhan khống, đây cũng là nàng lâu như vậy không có nói qua bạn trai nguyên nhân. Có tiền tướng mạo bình thường, dáng rất đẹp trai cũng đều là điều ti. Mà tần phong đâu, có vẻ như cả hai đều chiếm được. Bất quá vẻn vẹn bốn ngàn khối tiền, cũng không thể chứng minh tần phong tài lực. Đương nhiên, nếu như tần phong thật sự có tiền, nàng là không ngại cùng tần phong chỗ một chỗ. Tần Phong cũng không nghĩ tới mình tiện tay một động tác sẽ để cho đường giao trong đầu sẽ có nhiều như vậy ý nghĩ. Đường giao xác thực dài rất khá nhìn, nếu như nói không muốn làm kia là giả, nhưng cũng không phải nói không phải muốn làm. Đối với Tần Phong tới nói, thờ phụng chính là hết thầy tùy duyên, có thể lên bên trên, không thể lên là xong. Dù sao Mỹ nữ ngàn ngàn vạn, hoặc nhiều hoặc ít cũng không kém như vậy một cái mà lại tại khách sạn bên kia, đang có một cái nữ MC chờ đợi mình qua đi sủng hạnh đâu. Ngoác đánh cái cho thuê. Sư phó, thiên lai khách sạn. Thiên lai khách sạn khoảng cách Lâm Thành Đại học rất gần, hết thầy cũng liền hai cây số ra mặt, đây cũng là Lâm Thành Đại học phụ cận cao đoan nhất một cái tử điếm cấp 4 sao. Mười phút sau, Tần Phong đã đi vào quán rượu đại đường. Thuận tay cho từ miểu miểu phát cái tin một bên khác tại thu được tần phong tin tức về sau từ miểu miểu vội vàng chạy đến phòng vệ sinh soi vào gương cho mình bổ bổ trang sau đó lại tận lực đem áo cổ áo hướng xuống lôi kéo lúc này mới vội vã mở cửa chạy đến cửa thang máy nhìn xem không ngừng ngược lên thang máy từ miểu miểu trong lòng nhiều hơn mấy phần thấp thỏm Mặc dù cũng là vì tiền, nhưng nàng cũng không phải là đường đường chính chính tiểu thư, gặp được loại sự tình này vẫn là rất khẩn trương. Bất quá nghĩ đến mình lần thứ nhất bán hơn 10 vạn, có vẻ như cũng coi là đáng giá. Nghĩ đến nơi này, Từ Miểu Miểu chậm rãi buông lỏng xuống. Đinh, thang máy vững vàng đứng tại 23 nhà lầu. Theo cửa thang máy mở ra, Tần Phong liếc mắt liền thấy được đứng ở bên cạnh Từ Miểu Miểu giày cao gót, dài khoản tất chân, váy ngắn, gãy tiến trong váy ngắn màu đen áo thun. Bộ trang phục này, quả thật làm cho Tần Phong hai mắt tỏa sáng. Mà từ miểu miểu sóng cả mãnh liệt, cũng muốn so với nhìn trực tiếp thời điểm muốn càng thêm lập thể nhiều. Nhan chị cùng trực tiếp thời điểm không sai biệt lắm, nhìn ra được trực tiếp thời điểm không chút dùng mỹ nhan, trong hiện thực 95 phân cũng là có nữ nhân này xác thực dáng dấp không tệ khó trách nguyên chủ bị mê không muốn không muốn mà lấy tần phong kiếp trước ánh mắt đến xem từ miểu miểu cũng coi là rất không tệ mỹ nữ tần phong lộ ra vẻ tươi cười từ giờ trở đi cái này mỹ nữ coi như về một mình hắn chuyện siêu giải trí không vô não trang bức trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng cộng xà hạt bằng đoạt mệnh cổ tử trùng cộng hầu nhi tử bằng tử cổ kim hành trùng cộng mộc hành trùng cộng thủy hành trùng cộng hỏa hành trùng cộng thổ hành trùng bằng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ huyết nhà cổ phệ hồn cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ mời đọc thần hào bắt đầu để nữ em si ngàn dặm tới nhà tất hỏa một không gặp mặt một phút liền nghe chọn bộ tại mê truyện audio com nhìn thấy tần phong từ miểu miểu một mực dẫn theo tâm đột nhiên buông xuống không ít nàng vốn chỉ muốn mình cái này bằng một đại ca khả năng là cái trung niên nam nhân hay là lão nam nhân nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ còn trẻ như vậy hơn nữa còn đẹp trai như vậy bị tần phong nóng rực ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng khó chịu như vậy bất quá tần phong nhưng không có cùng từ miểu miểu nói chuyện yêu đương ý tứ tiến lên một bước, trực tiếp tại từ miểu miểu kinh hô dưới, một tay lấy từ miểu miểu ôm lấy, hướng về bên trong sáo gian đi đến. Đại ca, không muốn như vậy, không muốn như thế nào? Tần Phong chế nhạo cười một tiếng. Đại ca, đã lựa chọn tới, vậy liền hảo hảo hưởng thụ, Tần Phong tại từ miểu miểu bên tai nhẹ nhàng thổi ngụm khí, nhẹ nói. Cảm giác được nhiệt khí ở bên tai lưu động, từ miểu miểu thân thể đột nhiên run lên cắn răng, lại nghĩ tới nằm tại uy chat số dư còn lại bên trong 10 vạn khối, từ miểu miểu kéo căng lấy thân thể không khỏi mềm nhũn ra. Thần hào, bắt đầu để nữ em si ngàn dạm tới nhà tất hỏa một, không tướng mạo này giống như cũng rất thoải mái. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Tần phong nhà tại hơn 200 cây số bên ngoài tín dương huyện, lẻ loi một mình tại lâm thành bên này đi học, trước mắt ở tại ký túc xá tần phong mặc dù nghĩ một lần nữa hưởng thụ cuộc sống đại học nhưng muốn để hắn mỗi ngày cùng ba cái đại nam nhân chen tại trong túc xá tần phong vẫn là không thế nào nguyện ý huống hồ trong tay nhiều tiền như vậy mua cái phòng cũng là vô cùng đơn giản đã cho mình cái này cơ hội sống lại lại cho mình như thế một cái hệ thống tần phong tự nhiên là muốn sống tùy tính một chút về phần hệ thống thăng cấp nhiệm vụ cũng liền chậm rãi đi tới là được dù sao thăng cấp cũng chỉ là tiền nhiều một chút thôi đối tần phong tới nói thật đúng là không phải quá trọng yếu về phần từ miểu miểu tìm nữ nhân trong nhà chiếu khán chiếu khán cũng tốt tối thiểu không đến mức để trong nhà quá mức chống trải mà một bên từ miểu miểu nhìn thấy tần phong gật đầu xác nhận một trái tim phù 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 phù, phù cuồng loạn phải biết, Lâm Thành thế nhưng là tỉnh lỵ thành thị, mặc dù tại Hoa Quốc không tính là gì, nhưng ở xung quanh mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, nơi này chính là tuyệt đối trung tâm. Nhân khẩu trọn vẹn hơn 1.000 vạn, thỏa thỏa thành thị cấp 1. Có thể ở loại địa phương này có cái cư trú chỗ, coi như không phải cao cấp nhất khu nhà giàu, nhưng cũng tuyệt đối là đáng giá bên người bằng hữu thân thích hâm mộ sự tình A. À tần phong vừa nghĩ tiếp tục nói chuyện thả ở bên cạnh điện thoại di động vang lên bắt đầu cầm lên xem xét là cùng phòng xa vĩ thành đánh tới ai tần phong a à, ta nói đều đã hơn 7 giờ mấy ca từ dưới khóa liền chờ ngươi đến bây giờ ta nói tiểu tử ngươi chạy chỗ nào tiêu xái đi đầu bên kia điện thoại một trận ồn ào xa vĩ thành thần hào bắt đầu để nữ mc ngàn dặm tới nhà tất hỏa một không nữ mc cũng không hưng đàm a à. nghe chọn bộ tại mê truyện audio com ngồi ở giữa vị kia là hứa nghi hắn là lớp chúng ta chăm chỉ nhất một cái khai giảng đến bây giờ không có một tiết khóa rơi xuống tần phong sông hứa nghi chép miệng hứa nghi nâng đỡ kính mắt, sông từ miểu miểu cười cười xấu hổ, chỉ là nhìn thoáng qua liền cúi đầu không còn dám nhìn, hoàn toàn không có vừa mới trong điện thoại trêu chọc tần phong khí thế loại này.